Lê Văn Nhân có. Bùi Văn Vũ. Lê Văn Chất có. Nguyễn Công Diệu. Nguyễn Quốc Đạt có. Nguyễn Trung Đức. Kiều Minh Hải. Lê Minh Hải. Đinh Công Hòa có. Lê Xuân Hội có. Trần Thị Hường. Phạm Thiên Khang. Trần Thị Lan. Phạm Ngọc Linh có. Đỗ Nguyễn Mạnh. Nguyễn Văn Mạnh có. Vương Hữu Mạnh có. Giơ tay. Phạm Văn Nguyên có. Đoàn Quốc Phong có. Nguyễn Mạnh Quân có. Vũ Như Quỳnh có. Nguyễn Văn Thành có. Nguyễn Minh Thành có. Trương Văn Thường có. Nguyễn Thanh Trung có. Nguyễn Duy Trung có. Nguyễn Văn Tú có. Nguyễn Minh Tuấn có. Đào Thị Thanh Vân. Đỗ Minh Vương. Cùng Thị Ngọc Anh. Đưa tay. Trương Công Bách. Hoàng Công Bằng. Đoàn Thị Hạnh. Nguyễn Minh Nhờ. Nguyễn Hương Nguyên có. Vũ Bình Hương. Linh Văn Khánh có. Hồng Thị Lan. Vũ Tuấn Long có. Bùi Thị Nam có. Nguyễn Văn Nam. Nguyễn Văn Dương có. Hoàng Văn Phong có. Nguyễn Văn Phúc có. Bùi Văn Thiện có. Nguyễn Văn Thọ có. Hà Chí Thức có. Hoàng Lâm Tới có. Nguyễn Minh Tuấn có. Trịnh Xuân Duy có. Trần Công Viên. Phan Văn Phương. Lê Minh Vượng có. Trần Văn Nguyên có. Nguyễn Văn Trung có. Vũ Thế Long có. Dương Viết Dư có. Thank you.
Có hình ảnh không? Ông đi tên đâu trong nhóm lớp rồi. Nhóm lớp đúng không? Lớp rồi. Cái nào ủng hộ không? Đúng rồi. Minh Đức. Mã sinh viên thì dễ hơn. Thì xem xét theo một phần tên mới dễ hơn. Nguyên cái năng sách xuống. Và nó sắp xếp lại. Trong lớp là có một số anh là không nhỏ buổi nào. Cái môn này là thích hoàng toàn ai cũng nhỏ. Tinh hoàng ở chỗ là không đi học là sẽ không bao giờ đi được, không bao giờ đi học thì sẽ phải đi đến thì được rồi. Tôi chẳng cần phải làm gì nhiều đâu, bởi vì anh không đi học biết đấy, sẽ không thể làm được gì. Bằng lâu rồi tiếng Trung Quốc. Vì chạy thử lại sẽ nào? Dây dựng vẽ được sẽ nào? Vẽ đường khối lan là khối lan. Bấm C. Đó được rồi. Như vậy tốt rồi. Đó ạ. Đây chúng ta làm một tiếp một cái nữa. Quay chạy thử. Ở đây chúng ta sẽ thấy là nó hơi dở gì đúng không? Bấm cái đó, bấm text. Đấy. Đúng không? Đấy. Bây giờ chúng ta muốn tùy biến cái text này. Chúng ta phải là sao? Cái mà chúng ta mà soạn được text đấy là text box. Đúng không? Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đấy là gõ vào text box xong chúng ta truyền vào đây. Đúng không? Thì nó sẽ hợp lý hơn. Rồi. Bây giờ tắt lại ra đây. Bây giờ tự làm nhé, bây giờ là add cho tôi một form mới, thêm một form mới. Rồi. Đặt tên cho tôi cái form đấy là FRM Tech. Hoặc là cho thêm chữ edit để cho nó rõ ràng. Tech edit. Rồi. Bốc cho tôi một tay bốc. Đặt tên cho tôi là TIC Tech Edit. Rồi bây kéo dài ra, bởi vì nó chỉ là một dòng thôi, nên kéo anh này dài ra. Rồi, hết rồi. Rồi, được rồi. Cho nó lên tí, cho nó lên tí. Rồi, được rồi, lên. Bây cho cái anh này sát lên đây. Rồi mới co tất cả cái này vào, co anh này vào cho nó được đẹp lên. Vừa fit rồi. Bây giờ từ đặt tên cho tôi cái anh này TT. À,
Tech Edit. Em mình đặt xóa rồi. Rồi bây giờ xóa cho hai cái này đi bằng cách là gì? Bấm vào là border size. Em đang bị nhầm chuyện này. Đây tên ở đây. Rồi đây. Border size chọn. Đấy. Ôi mà. Border size nhầm. Đấy. Rồi. Chúng ta đây. Rồi, bây giờ chọn. Đấy, có thể hoặc là 1 hoặc là đây này. Fix tool. Được chưa? Đó đẹp. Cái sân lệnh này là tên là hộp soạn thảo văn bản. Đây, đây. Đại khung. Rồi, bây giờ xóa cái này đi. Xóa thử cái tên đi. Được chưa? Được chưa? Mọi người làm này được chưa? Đấy, em thì không được. Được chưa? Rồi, bây giờ vào phong điêu. Rồi. Bấm vào cái đó. Bấm vào tích. Đấy, cái này. Enter đây. Show cái phong đấy. Lệnh show. Tên của phong viết rồi. Sâu tích chấm sâu. Rồi chạy thử ai ra không soạn thảo bảo bên tôi buôn rõ để cho nó này đúng không? Rồi bên gói đi thôi. Rồi bấm vào đây. À, từ từ, ở đây nó có một vấn đề. Gõ cái nó lại mất, thì thấy tôi không muốn nó mất. Nó muốn để chơi đây, để khi mà tôi lại gõ cái khác. Đúng không? Bây giờ ta sửa đi. À, đây. Cách nhà. Cho tôi là số 0. Phải. Mi. Rồi, chạy thử. Mi. Tôi. Bỏ đi. À, nó đơ ra như thế nào. Đúng không? Bây giờ là tôi chỉ được chuyển cái này sang đây là xong. Hiểu ý không nhỉ? Rồi, tắt đi, chuyển thì vô cùng đơn giản. À. Chọn vào mông đao đấy. Mông đao đâu? Mông đao chọn cái tách cái chân này. Tách. Rồi. Thay cái anh này. Bằng cái giá trị đấy, đầu tiên gọi cho bố đó là SLM. Tôi được chạy ông container, ông chứa rồi. FRM đó. Tech Edit. Đấy. Xong thì gọi tên cái tech box là tt.chấm tt tech edit chấm tech. Đúng không? Đây. Ông này là ông bố này. Nó chứa cho cái phần tử này. Đúng không? Còn đây là trung tính của nó, đúng không? Rồi, chạy thử. Đúng không? Chơi game không?
Làm được chưa? Rồi. Bọn kia làm được chưa? Có được không? Làm bảo tên này nó làm cái gì, hội dưới cũng thế, sang gì đâu. Thằng Quang, anh này làm, đó. Chân nhà. Bây giờ chúng ta làm một cái hàm gọi là cốt từ của chất điện. Từ tức là hàm tính tọa độ cực. Đó. Bây giờ như là, nhưng mà trước khi thực ra ở đây là tôi giảng hơi lộn xộn, nó thuộc vào chương 3 thì thôi, để cho các bạn dễ hiểu, nhìn vào lẫn nhau. Đó, bây giờ chúng ta làm một cái, hai cái hàm. Một cái hàm nó để tính phương vị, nó gọi là hàm ác tăng hai. Và cái hàm thứ hai là hàm tính tọa độ cực. Được chưa? Bây giờ chúng ta làm cái hàm ác tăng hai. Rồi, đó là làm hàm. Đúng không? Bây giờ biết là bấm vào. À, chúng ta làm ngay ở đây. Cái này là nơi gọi nó thôi. Ừ, đấy, rồi. Hàm là gì? Bắt đầu ấy, có chữ phân sần. Phân sần phun. Gọi đi, gọi đi, khẩu đó, phải quen. Cái tên này. À, kiếm chữ nghi. Bắt tăng hai, tên nó là như này. Cứ enter cái đã. Rồi, bao từ từ. Ác tăng 2 là tại sao nó gọi là ác tăng 2 trong cái Visual Basic thì nó chỉ có hàm ATN với một đối số thôi. Và hàm ác tăng 2 là cái hàm gọi là tính ác tăng nhưng mà có hai đối số. Và cái đối số đầu vào của nó là tử số và mẫu số. Đó đầu vào này, tử số và mẫu số. Được rồi, ai nói đi. Tử số và mẫu số đều là double cả. Khai báo đi. Đâu đâu, đi chạy đi vào đây. Nguyên chỗ cái một. Khai báo là khai báo hàm nó ở đây này. Cái đầu vào. Nhưng nó có hai đối số, đúng không? Là tử số và mẫu số. S và nước loại. Phải. Rồi, đầu tiên bây giờ ta mới thử này. Em đợi, đây, đây. Bây giờ là ác tăng 2. Nghĩa đi, ác tăng 2. Bằng. Đấy, ta mới lấy hàm này, ATN. Mà ngọt, tử số chia mẫu số. Từ từ cái này tôi giảng lại. Các bạn sẽ thấy là hàm ATN nó chỉ có một đối số thôi, đúng không? Nhưng mà tôi muốn là hàm ác tăng hai tôi nó có hai đối số. Là bởi vì sao? Trong cái tính phương vị của chúng ta nó có 4 cung phần tư, còn nếu mà hàm này nó chỉ có 2 cung phần tư thôi. Đúng không? Đó, chúng ta phải rất tiếc rằng là gì? Trong Visual Basic là không có hàm ác tăng 2. Tuy nhiên là mặc dù nó không có, ta lập trình ta làm được ngay. Đó, không có gì khó khăn đâu. Đúng không ạ? Bây giờ mới thiết kế này. Đây là cái đường tròn đơn vị, đúng không? Có đúng nhỉ? Bây giờ cung phần tư thứ nhất. Tan là cái anh nào đó, chúng ta là cái anh nào đấy? Cái hình chéo này. Là cái ngày cơ. Đấy, đây là tử số này. Chia mẫu số này. Chéo. Thì trong trường hợp này là gì? Tử số lớn hơn không và mẫu số lớn không, đúng không?
Đấy, thế còn trong trường hợp này từ số nhỏ hơn không, từ số nhỏ hơn không, đúng không, mẫu số nhỏ hơn không, trong trường hợp này từ số nhỏ không, mẫu số lớn không, số vẫn lớn hơn, lớn hơn. Từ số làm sao nhỏ nhỏ hơn không, nhưng mà mẫu số thì lại lớn hơn không, đúng không? Đấy, bao nhiêu này? Từ số lớn không, mẫu số nhỏ. Từ số lớn không và mẫu số nhỏ không. Rồi, bây giờ chúng ta bây giờ thì ở đây chúng ta measure box cái anh measure box cái anh ắt là hai cái rồi. Cái này để chúng ta thử đấy mà, ắt là hai. Đúng không? Đấy. Vậy tôi muốn là gì? Từ số 1, mẫu số 1. Thì như vậy nó phải ra góc gì? 45 độ. Không, nó ra góc phi trên 4. Muốn ra 45 độ gì? Chúng ta phải nhân với 180 chia cho phi nhân đi. Nhân luôn. Nhân với 180 chia cho phi pi bao nhiêu? 3.14. Đó là 3.14592. Còn nhớ số nữa không? Nhớ không nhớ, để nó tí nữa ta tính chậm rồi, chạy thử. À như vậy ra 45 độ rồi, nhưng mà chẳng qua thì cái pi chúng ta nhớ kém quá, đúng không? Do đó chúng ta lấy cái số pi dài hơn. Muốn lấy số pi dài hơn, mở calculator. Đấy, mở calculator của quý đốc. Đây, pi đâu, pi đâu. Đó, rồi, căn tu xe. Tiền chưa có được đâu. Sao ạ? Dán nào. Ê, đại mà. Từ 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 từ. Đấy. Nhưng mà tại sao nó lại chặt tụt mất, là bởi vì sao? Trong Visual Basic nó là carbon, nó chỉ lấy lên đến 16 chữ số lẻ, đúng không? 16 chữ số nghĩa đó. Còn cái anh mà gọi là calculator là nó dài như thế, chứng tỏ là cái hội ấy lập trình cũng khác. Rồi. À, về chọn. Tuy nhiên là tôi muốn là để mỗi một lần tôi dùng pi mà tôi lại phải gõ cái anh này thì chắc tôi khắc rồ. Do đó là tôi phải dùng thằng có tên. Ok. Lấy trên. Dê nhân lên trên cùng. Ôi các anh không biết là dê nhân là cái gì à? Dạ vâng. Lên trên cùng. Đấy, dê nhân, đấy rồi. Thôi. Anh ta. Rồi. Khai báo là gì? Thằng có tên là const pi bằng không din. Rồi, các anh ạ. Pi bằng đấy. Lấy cái anh dưới 3.14 đi đấy. Rồi. Tôi thử ấy, bấm xuống dưới đi, đấy, nó tự nhiên nó cắt thật. Rồi xuống dưới, hai cái anh dưới bằng cái anh quy này. Đây là gì? An toàn ạ. Đây rồi. Đây, thay anh này này, bằng anh pin. Thì kết quả nó vẫn giống như vậy. Được chưa? Để thử. 45, rồi. Tiếp tục này. Được chưa? Hiểu như chưa? Có hiểu tại sao tôi dùng pin không? Vì tôi bỏ dài quá. Đó. Tiếp tục này. Nếu từ số mà nhỏ hơn không, mẫu số nhỏ hơn không thì tôi cần các nào? Đây này 45 rồi. Từ số nhỏ hơn không, mẫu số nhỏ hơn không thì
nó vẫn ra như thế, ví dụ trừ một nó vẫn ra thế, nhưng mà gấp đấy chứ không phải gấp cộng thêm 180 này, cộng thêm 180 à, như vậy là eta nếu nói rồi tử số nhỏ hơn không và mẫu số nhỏ hơn không, thì một dòng thôi. Rồi thì ác tăng 2 bằng ác tăng 2 cộng với pi. Được chưa? Bây giờ thay này, cho tử số mẫu nhỏ không, mẫu số nhỏ không đây là -1 -1 thì đó phải ra 45 cộng với 180 thì nó phải ra là 225 phải đúng. Chạy thử. Ngon lành. Ngon lành. Đúng không? Rồi, tiếp tục này. Bây giờ chạy thử đã. Cho tử số làm sao? Tử số nhỏ hơn không? Nhỏ hơn không? Mẫu số lớn không? Tức là cái anh này là -1 và cái anh là 1 nha. Nó ra bằng gì? Này ra bằng -45 với 50. Mình vẫn chưa ghi lại. Mà cái góc chúng ta cần là cái góc này. Đúng không? Đây là góc 45 này. Góc chúng ta cần là góc gì? Pi trừ pi trên 360 trừ đi 45 hay pi, hay là 2pi trừ đi 45 hay là cộng với chính cái góc đấy. Rồi bây giờ nếu từ số nếu từ số nhỏ hơn không, mẫu số lớn hơn không, thì ác tăng 2 bằng ác tăng 2 à xin lỗi hai pi chưa đi đúng rồi, ác tăng 2 bằng 2pi, 2 nhân pi cộng với ác tăng 2, vậy ác tăng 2 nó bằng -45 mà. Rồi, chạy thử. À, 315 có đúng không? Đúng rồi. 360 mà trừ đi 45 độ. 315. Rồi. Bây giờ chúng ta xử lớn cái trường hợp này. Nếu tử số lớn hơn không và mẫu số nhỏ hơn không, thì ác tăng 2 bằng pi, chính là cái này nhưng mà mất một pi, tức là pi cộng với ác tăng 2 đúng không? Rồi cái này nó phải ra là bao nhiêu? 45 cộng với 90 bằng 135 thì đúng. Tử số lớn không, mẫu số nhỏ không? À, ngon lành, có đúng không nhỉ? Tắt đi. Tuy nhiên là đây chúng ta có thể thấy là gì? Anh này nó giống anh này, sau đó là gì? Chúng ta có thể làm ngắn đi tí, nhưng thôi, không cần. Có đúng không nhỉ? Đấy, giống. Đấy, nhưng mà như vậy là chúng ta lập xong cái hàm ác tăng 2. Ác tăng 2 là cái hàm rất quan trọng để tính phương vị, đúng không? Phương vị là gì? Các bạn là gì? Phải ác tăng 2 của DI chia cho DI. Được không? Tử số nó là đen. À, đấy là phút tử của tính phương vị. Đấy. Bây giờ chúng ta đến cái anh tính hợp. Được không? Hàm này coi như chúng ta xong rồi. Đấy, nhưng mà ở đây là phải khai báo S double. Tôi kêu ra S double. Rồi. Đấy, như vậy là chúng ta làm xong hàm ác tăng 2. Ở kia xong chưa? Cái gì rõ đây? 2 phút rồi các bạn. Có hiểu nhỉ? Có hiểu tôi có tin nhỉ? Ta làm, ta cứ từ từ ra làm. Xong chưa? Ôi. Đâu?
tên này nó gọi chứ tôi gọi đó. Chỉ hướng dẫn đi chứ. Tôi hướng dẫn cho tất cả mọi người, chẳng qua tên này nó khác ở chỗ là nó có cái máy chiếu thôi. Đúng rồi, toàn như nhau ấy. Chứ không khác gì đâu, tôi hợp với người không chịu gõ. Đúng không? Tài là nhanh. Thì tôi đã bảo là phải luyện cho nó nhanh, để có về luyện gõ cho nhanh. Thầy dạy là thầy dạy chung, thầy dạy dạy. Vừa làm vừa giảng, thêm nhanh, rất từ từ. Không chịu gõ nữa nhỉ. Quá hiểu. Được sao con này lại chưa kịp đúng không? Sao cái gì? Một mình nhìn như anh nói vậy là mẹ hai một mình nhìn mà làm theo mà lại khổ quá. Rồi vừa nhìn vừa nghe vừa làm theo thế thôi, khác gì đâu. Đây là game thủ chuyên nghiệp dành cho các game mới bắt đầu đấy, nhìn mà làm theo. Game thủ chuyên nghiệp anh đấu lại. Cái mở rộng ra mà vì máy tính cái mở rộng ra máy tính của nó không có chữ pi thì làm sao máy hiện nữa. Cái mở rộng thì có đâu pi sai chữ pi sai chưa, có nhiều kiểu cũng thiết lập để cái chế độ đó. Đôi khi là mày lấy kiểu này. Ở đây chúng ta lưu ý là gì? Cái hàng áp tăng hai là nó có một đầu ra, nó chỉ sẵn trên hàng chúng ta lấy được là một đầu ra, tức là hàng là nó có thể lấy tên đúng như một biển. Nó khác cái chương trình con là sub là như vậy, sub thì không có s nữa. Nhưng mà hàng của tôi có thể s kia là s kiểu đó. Sao lại xóa bớt cái bi này ạ? Nó không có nhiều cái số nó mà định cái số. Học chưa? Mới tiếp tục này. Đến cái anh thứ hai là anh tính luận độ cực. Anh này anh 4 nó tin. Tính luận, tính luận độ cực này thì tôi lưu ý cái toàn độ trục độ của nó, đúng không? Toàn độ chấp điện của chúng ta trục x cứ chọc lên đâu? Lên trời, lên trên. Chúng ý trọng này, đây là cái rất đặc biệt trắc nghiệm đó, đó. Đó là cái anh nào cứ vào ngày trắc nghiệm không biết cái anh này là tính là sai đấy. Và để phân biệt thì đã là toàn bộ trắc nghiệm chúng ta sẽ cho chữ G nhỏ, đó để chúng ta phân biệt. Được chưa? Đấy, thế rồi. Thế thì ở đây chúng ta thấy này, tức là cái toàn độ cực là gì? Tôi đứng ở chẳng máy, đúng không? Tôi định hướng về máy, đấy. Và tôi sẽ đo một góc, đo góc gì, góc bên nào? Beta. Có hai loại góc. Trái, sang trái. Trái. Bao giờ chúng ta đo điểm chi tiết, chúng ta cũng mở bản đồ trái, không bao giờ lực ngược sang bản đồ phải để đo. Do đó là chúng ta là sao? Đo góc trái, chắc chắn là như vậy, đúng không? S. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy này, đầu vào chúng ta tọa độ của điểm chạm máy. Tọa độ của điểm định hướng
rồi tóc làm sao cạnh và gì cái mà chúng ta cần tìm tọa độ của điểm chi tiết rồi. Sắp tọa độ cực đâu vào đấy như nào nhỉ đấy bắt đầu vỗ cái hiểu đấy. Rồi đâu vào gợi không gợi không nên cho cái chỗ ô ô nhỏ cho đẹp đấy rồi những khác đó đây gợi không gợi không không tiếp theo là gợi hát gợi hát gõ đi hội kia gõ đi ơi làm rất tư tư rồi tiếp theo là beta đi hẳn beta không sai rồi rồi tiếp theo là s rồi đầu ra gửi và gửi ngay đấy rồi hết rồi hết rồi rồi bây giờ chúng ta mới thấy này cái anh này nó dài quá chúng ta không nhìn đấy để nó lên nhiều dòng đây từ đây cho dấu cạnh dưới cạnh dưới cạnh dưới enter đấy rồi chúng ta vâng rồi chúng ta ra ra dòng khác rồi đấy chúng ta sẽ thấy được gì một câu lệnh chúng ta có thể để ở rất nhiều dòng nếu chúng ta cho cái này rõ chưa. Tôi có nhìn hẳn luôn. Tiếp trừ enter. Tiếp trừ enter. Rồi bây chúng ta giải này. Thất nhiên anh này chia nhỏ quá. Tôi lãng phí. Cho bạn nhìn ạ. Rồi trông nhiều dòng quá. Không phải là hay trông rung rung rung. Hai dòng thôi. Buông dòng một dòng nó đi một dòng thật tìm. Đây màn hình cộng to, chúng ở tỉnh khu é này chúng ta nhìn. Bây giờ này, để tìm được ấy cái y chúng ta làm nào. Giả sử cái anh này là góc alpha. Rồi. Thì chúng ta sẽ ghi được ngay này. Gợi bằng gì? Gợi không? Cộng với gì? S nhân với cốt để alpha gi bằng gi không cộng với s nhân với sin alpha. Mấu chốt của vấn đề ở đây s chúng ta có rồi gi không gi không có rồi mấu chốt của vấn đề chúng ta phải đi tìm gì tìm alpha tìm alpha chúng ta tìm bằng cái nào đây chúng ta tìm bằng từ alpha không ở đúng không alpha thì bằng cái alpha không này làm sao góc trái thì sao cậu ấy trừ trái
tên vào cộng, tên vào trừ. Trái cộng phải trái cộng phải trừ. Chắc địa chắc địa xịt nhá, chỉ được không được. Trái thì sao? Cộng bên ta rồi. Cộng trừ đi gì? Pi. Nhưng mà trong máy tính thì không cần trừ, cộng pi với pi. Có hiểu gì không nhỉ? Sao không có tính lại là không có tính? Bởi vì sin của 1 độ với sin của 361 độ máy tính tính ngon. Thì còn bây giờ của mình là mình cứ mở 361 độ mình phải đổi về thành 1 độ đúng không? Máy tính không cần. Thế nên tính rồi. Hiểu gì không nhỉ? Cậu anh hiểu. Thế do đó là cộng tức là cộng trừ HP nó vẫn thế. Thành vấn đề. Tại sao mình phải cộng trừ HP? Là sao mình cố gắng, tức là cộng trừ pi này là nếu là sao lúc mà nó không nằm trong từ 0 cho 360 độ thì mình cộng chân chui vào đấy đúng không? Alpha không tính bằng như nào? 360 độ thì mình chuyển alpha alpha không chỉ bằng delta gì chia delta gì delta y chia cho delta x delta y bằng cái gì anh nào chia nào nè đi đâu đâu đi đi hướng không thì không ta tưởng đi hát chỉ anh nào chưa anh nào đi không chỉ hát không chỉ hát chỉ không đi hát chỉ không g y không trừ đi g chỉ hát em ra x bằng g x không trừ đi g cái này chính là hàm hai rồi bây giờ tập tao gì như vậy chúng ta phải đi một cái anh alpha không đúng không và một cái anh alpha rồi bây giờ alpha không thì nó bằng ác tăng hai từ số là delta y chia delta x vào đây đó còn ác tăng hai chúng ta có rồi đó mở ngoặc từ số là cái này r không trừ r mở ngoặc phát nữa hai cái mở ngoặc không cần mở ngoặc nó cũng phải khi dân đi mở ngoặc nữa à, từ số có phải cái rồi rồi tiếp tục tính cho an pha chúng bây giờ nó không rồi tính ra gx và gy gõ đi ơ cái hội kia nó ngồi mày tính chưa tại sao không làm việc gõ đi nhé ngồi cạnh thằng kia là đẹp đúng tình chẳng chậm để cho cơ hội thì nó gõ mà không chịu gõ Thank you.
Rồi bây giờ ở đây chúng ta có test nữa. Chúng ta gọi tọa độ cực. Gọi cái hàng nào? Có tọa độ cực luôn. Bây chúng ta bịa này, từ từ. Tọa độ cực. Cứ gõ được rồi. Cắt pron, cắt ra. Rồi. Bây chúng ta mới thử cái hàng này. Để chúng ta kiểm tra xem nó có đúng không. Từ từ đã. Chúng ta chọn một số trường hợp đặc biệt, đúng không? Đây là gx, đây là gy. Chúng ta cho gx không bằng không, gy không bằng không. Rồi, bây chúng ta định hướng sang một canh như này. Đây là gxh, gih, gxh bằng 1, gih bằng trừ 1. Đúng không? Đấy. Bây giờ chúng ta tính ra canh này. Bây giờ beta của chúng ta bằng phi trên 4. S của chúng ta bằng 1 thì chúng ta phải thu được cái điểm này, đúng không? Phải gx, gy là cái đâu ra? Phải là gx, gx phải gy đâu ra? Rồi, không lo, cách gọi cái anh này là không làm bỏ cái mặt này đi. Rồi, lên trên này khai báo hai cái gì chưa rồi? Lên trên, ông khai báo. À, trên đầu. Ở đây này, không phải. Đi như gì phải lên tích được đấy. Đấy, đi ngay đấy. Tắt vào khổ phát. Nó là cái đầu ra thôi mà. Không phải lúc nào chúng ta lên trên cái lần đâu. Ờ, phải luôn canh này. Rồi, bây giờ anh chặn đây. Bấm chặn đây. Chạy thử. Rồi, dí vào gửi trên nó có nhiều. Gãy đúng một thì đúng. Dí vào gãy đúng một thế. Đây, cái kia. Rồi, dí vào gãy. Gãy vào không thì đúng. Sai. Đúng, là với E mũ trừ 16. Đấy là không. 16 số lẻ. 10 mũ trừ 16 mà lại. Không phải không. Đúng không? Đúng không? Chưa nhìn đoạn E. Đấy, thực sự là số 0. Cái gọi này. Rồi nó có 16 chữ số, 15 chữ số nghĩa rồi. Tí không? Và 10 trừ 16 đấy chính là số 0 rồi. Bây giờ chúng ta thử nhé này. Cứ chạy thôi. Được chưa? Được chưa? Không chưa? Bây giờ nếu chúng ta cho góc bằng 3 pi chia 4 thì nó phải ra trong thế này. Tức là gãy thì là bằng 1 mà gãy thì là bằng 0. Mình chạy lên mình bắn lên như thế. Không. Tuyệt vời. Xong cái hàm cốt tử của trắc nghiệm. Đây. Không có cái hàm này, trắc nghiệm chúng ta không làm được cái gì. Hỏi thay. Được chưa? Còn chưa thử. Còn cái thằng kia là. Đấy, làm sao mà biết cái thử. Thầy dạy cho cả họ thử. Đấy. Kéo cái thằng qua cho xem.
Ơ, cái chỗ đấy ghi là tử số trên mẫu số mà. Đâu, cái nào? Được chưa? Nuôi nó mở con giống mình đấy. Được, để nó vào cái trong. Cái này nó tự làm, mới sợ chứ. Bỏ hết hai ngọt trong. Phải, thành đâu phải. Phải đi á? Ừ. Phải. Tất cả mọi người phải làm được hai cái hàm này, hai hàm cũng được, không làm được thì xin trượt. Chết lại rồi. Thử con này kia, xong kia. Được rồi. Gửi yêu một chính hồ. Nhưng tại sao gửi của tớ lại không bằng cái tuần? Không cần bằng, nó vẫn là không mà. Mười trừ 15. Chữ D bên ngoài, chữ D với chữ C bên ngoài kìa. Cái gì? Nhưng mà tôi thế kìa. Cái gì? Tớ có chữ thường thôi. Cái gì? Đó, thế tôi gì? Cái gì? Ai hỏi hết, tôi biết rồi. Có ai không phải để nói chứ. Thế giữa cung là mình cũng hỏi về thằng này để ghi chứ. Thế cung để hỏi về cái gì? Chúng mày chỉ biết là có hiểu. Ừ, thế là đủ rồi. Đấy, chẳng có tao được. Bị kiểu tao còn ép, ép. Chúng ta đang bàn luận nè. Không có. Chắc là bỏ nó một phần ở đấy rồi. Biết thế loại ăn rồi. Không bỏ ra thì nhiều. Bỏ không bỏ ra thì nhiều. Rõ ràng bỏ mất trực tiếp rồi. Bỏ không bỏ. Tại vì cái ghét lên lần đầu tiên ấy. Bây chúng ta làm cái hàng nữa. Cái hàng này cũng rất cần cho cái việc máy tính thì nó thích xài cái món gì, góc thì nó xài món gì. Góc thì nó xài ra nhanh, nhưng mà con người chúng ta ra nhanh chúng ta thịt. Nhưng mà chúng ta xài độ phút giây. Được, đấy là chúng ta, thế còn là ở trên thế giới thì nó lại xài grab, đúng không? Nhưng mà chúng ta theo người Việt chúng ta là chúng ta xài độ phút giây. Đấy, thế thì chúng ta xài độ phút giây chúng ta phải chuyển cho nó máy tính là
ra nhau, đúng không? Cái đấy khác là gì? Chúng ta sẽ thấy là phải có hàm là gì? Đổi từ độ này sang dây này sang gì? Ra đen. Hàm này khi chưa bao giờ đường vào của chúng ta là một góc đúng dây chúng ta, đúng không? Nhưng mà trong máy tính thì thông thường là nó không có cái độ này, phút này, giây này nó bí quá, đúng không? Thì thông thường là người ta có nhiều cách, đúng không? Để đúng giây người ta có thể ghi này 15 độ, 15 phút, 20 giây, cái này cũng được, đúng không? Đây là một cách. Cách thứ hai là gì? 15.15 20. À, còn ở trong phim mít thì nó lại như thế này, nó lại nói rằng này 15 độ có 15 à 15 độ có phải 5 mũ mũ này đấy tao hằng tao biết 15 đấy để mình biết chưa có làm gì đây là cậu 20 giây đây nhập 20 giây nó khó cái này 20 không tôi không cần phải ghi độ nó không có cái anh độ ở phía trên đúng không? Thì mặt phía chúng ta nó không có được món độ đấy. Đấy. Thôi về chúng ta lấy canh này. Đúng không? Đó là gì? Tức là gì? Ở đây chúng ta sẽ thấy là gì? Phần mà nguyên của nó chính là phần độ. Đúng không? Hai canh tiếp theo là phút. Đúng không? Tiếp theo là rồi về chúng ta lập theo hàng. Đâu? Đổi độ. Có không có ơi thì không có rồi cho thêm ạ mở menu mình biết rồi thôi không cần cho thêm được không cần cho thêm được thử luôn để chỗ khác thôi thôi đi qua cái anh tặng được chưa đấy bây giờ dưới tặng được anh ơi rồi phần này chúng ta đặt nó tên là hàng rác function đó, rồi mở ngoặc chúng ta cho một biến đấy là biến góc đúng không? Ở đây là gì chúng ta coi nó là một string của văn bản để chúng ta sẽ đúng không? Ra là đấy là double. Rồi, end up. Rồi, bây giờ tiếp tục này. Phần độ. Rồi. Bây giờ chúng ta phải lấy được cái phần độ này. Rồi. Lấy phần độ chúng ta làm cái hàm nguyên. Đấy, rồi. Bây giờ chúng ta khai báo nó cái đó. Y độ. Y nhỏ. Rồi, đi. Y. Y. Không, y là viết ấy là nguyên y y nhỏ độ không y nhỏ độ viết hoa không đấy độ rồi s long rồi y phút không từ từ chưa chưa mọi người từ từ tí nữa khai báo xong tắt tắt ngay ngay đi cái đã rồi. Em đã rồi vậy y độ để lấy phần nguyên chúng ta dùng hàm fix đúng không góc nhưng góc nó string đó chúng ta phải van góc đây nếu không thì anh sang khai báo anh này là góc bật được còn string là tổng quan nhất thì không được bằng độ chính độ khai báo với anh này đáp ơn thì không nếu thế thì vẫn khai báo string như vậy để cho nó tổng quát rồi nó còn có nhiều trường hợp khác trường hợp này là trường hợp nhỏ lắm. Rồi
Bây giờ cậu mới khai báo cho tôi một cái đây. Enter. Đấy, cậu khai báo là dim degree d d degree minute m m ông viết hoài hết đi m seconds s rồi s double đấy coi cái anh này là góc rồi bây giờ cái enter enter dms bằng van của góc đấy. Đấy thì như vậy là nó sẽ hợp với kiểu rồi bây giờ là gì DMS bằng graphic của DMS rồi bây giờ này thay vì góc ở đây đúng không chặn đây rồi bây giờ tôi không phải ấy ngày nữa đây là khác phá xóa hết cả ngay đi phá ra bộ thử có mỗi cái này thôi mà rồi nghe chưa rác rồi bây giờ tôi mới nhận ra là góc 15 mở ngoặc nháy nó là ấy mà tin mà 15.1520 tôi thử rồi nháy đóng ngoặc chưa biết đóng ngoặc rồi chạy thử đi. Rồi bây giờ dí vào cái chữ y độ nó mà ra đúng 15 đồng ngon này nhỉ. Yeah. Có hiểu ý nhỉ. Tôi lọc được cái anh y độ rồi đúng không đấy có đúng nhỉ. Bây giờ phút thì tôi làm như nào phút tôi lấy thì cái anh này trừ đi cái anh y độ đúng không nhân với 100 đúng không. Khai báo phút rồi bây giờ cậu khai báo phút đi. Đó rồi khai báo luôn đây nè. Tắt đi. Đi phút. Không phút cơ. Rồi em ra. Rồi phút bằng. Bằng chính cái là cái anh cũ trừ đi cái anh này tức là cái anh này là DMS trừ đi cái anh y độ mở ngoặc nhân trăm đóng ngoặc mở ngoặc nhân trăm ơ chạy thử đấy dí một cái phút đấy à như vậy là đúng chưa? Đúng rồi. 5.7. Bây giờ là tiếp tục lại võ. Đi phút phải đi phút đấy. Phải đi phút. Thì là S long đúng không? Đấy, đi phút chúng ta lại dùng cái võ quýt. Enter. Đi phút bằng gì? Lại bằng gì? Feet. Feet chủ phút. Rồi. Anh ta, bây giờ là dây. Feet dây. Dây chúng ta lại dùng cái võ. Nhân 100. Ông không cần đi dây của quá anh này hơi cứng nhắc rồi bây giờ chạy thử bây giờ là dây bằng 20 đúng không bằng cái này đúng không rồi độ như vậy là chúng ta có phần độ phần phút phần dây bên chúng ta đổi ra đa dạng như thế nào trên enter
Đáp bằng đúng không? Đáp bằng. Đầu tiên là chúng ta đổi độ vực tập phân ra bằng y độ, đúng không? Y độ cộng với đúng không? Y phút chia cho 60 là ra độ đúng không? Rồi cộng với gì? Dây chia cho 3600. Đấy. Thì cái đám này nó là độ tập phân. Bây giờ đổi cái này ra radian là tôi nhân với 100. À tôi nhân với quy chia 180. Nhân đây, nhân đây. Chuẩn bị chìm chặt vào mức sao đi rồi nó chạy thử là chỉ có phải 0.2 lát rồi cứ tăng đi tăng đi tăng đi đây thay gì đâu tập được đâu tập được đâu. Ờ, cứ gọi nó chơi lên 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 lên. Chạy thử đấy không nó chặn như vậy thì nó phải ra giống kết quả như đúng không? Ờ như thế là được rồi, cái hàm đấy coi xong đúng không? Được chưa? 0.7 ấy, đi trên 4 này, được không? Ừ, 3.4 trên 4. Được chưa? Như vậy chúng ta vừa rồi chúng ta học ba hàng rồi đúng không? Đấy, bây giờ hôm nay bắt đầu chúng ta chuyển sang một cái anh mới, tức là cái anh gọi là xây dựng hệ thống công bằng, đúng không? Cái hệ thống hiển thị. Điều chứng 2 đấy. Từ bây giờ mấy cái hàm này là từ người chứng ra các hàm trong tiếp viện. Chứng 2 nó là hệ thống hiển thị. Tức là kỹ thuật lập trình điều khoản. Cửa chặn thì nó ra rồi. Thế thì ở đây là môn đỏ đó, 3-1 đấy. Đó là hệ thống rồi là các tham số ánh sáng. Như tôi nói là ở đây chúng ta sẽ có ba hệ tọa độ cơ bản. Một là cái hệ tọa độ toán học x ra đây, y là như này. Rồi hai là hệ tọa độ màn hình, x nó ra đây, y nó như này. Và thứ ba là cái hệ tọa độ mà chúng ta vừa mới làm đấy, tức là hệ tọa độ chắc điện. Khi mà xây dựng hệ tọa độ đúng gió tốc kép thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái này, tức là màn hình và thực. Thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý này, hệ tọa độ màn hình bao giờ tôi gắn cái chữ là gì, chữ V viết tắt của chữ viewport. Viewport có nghĩa là cái cửa sổ. Thế còn R là hệ tọa độ toán học viết tắt của chữ RIM, RIM tức là hệ tọa độ thực.
Thế còn G, đầu G, đấy là viết tắt của chữ Geodesy, đó. Từ sân địa. Đó nhỉ? Tức là cứ thấy đầu V đấy là màn hình, cứ thấy đầu R đấy là toán học, còn cứ thấy đầu G đấy là chân địa, rõ chưa? Để cho nó khỏi nhầm. Đấy là cái thứ nhất, đấy là hệ tọa độ. Không ạ. Bây giờ ánh xạ của cái hệ tọa độ màn hình sang hệ tọa độ chất địa và hệ tọa độ chất địa sang hệ tọa độ. Tại sao chúng ta phải làm thế? Bởi chúng ta hiển thị thì chúng ta hiển thị trên màn hình, nhưng chúng ta lưu giữ thì chúng ta lưu giữ cái ánh ở tọa độ thực, đúng không nhỉ? Do đó là bất cứ một cái ánh nào chúng ta phải ánh xạ. Thứ hai đấy khác là ánh xạ là gì? Tức là chúng ta có một điểm Rx, Ri, chúng ta phải tính toán như nào để nó ánh xạ, chúng ta tính được ánh Vy và Vy. Và ngược lại, thì đây cái phép ánh xạ này là ánh xạ gì? Từ màn hình, từ thực sang màn hình, và ngược lại là gì? Từ màn hình sang thực. Đấy. Để ánh xạ được như vậy thì chúng ta phải chọn các tham số ánh xạ. Để ánh xạ được, chúng ta sẽ chọn 5 tham số ánh xạ như sau. Chúng ta lấy tâm của màn hình là một tham số ánh xạ, tức là tọa độ tâm màn hình, tức là gì? Vx0, Vy0. Cái này phải ghi đấy, không, cái này lại không được nhìn đâu, ghi nghiêm chỉnh đấy. Vx0, Vy0 đấy là tọa độ của tâm màn hình trong hệ tọa độ màn hình. Được chưa? Rx0, thì cũng là tọa độ của tâm màn hình nhưng mà ở trong hệ tọa độ. Anh đây là tọa độ toán học, đúng không? Còn M là hệ số tỷ lệ, đúng không? Tương ứng một cái độ dài ở trong hệ tọa độ màn hình chia cho một cái độ dài tương ứng ở hệ tọa độ thực. Anh nói cách khác là S là bằng Vs chia cho một cái ánh ở trong. Đó chưa? Thì có cái 5 cái tham số ánh xạ này chúng ta hoàn toàn có thể ánh xạ được. Đây chúng ta nghiên cứu. Bây giờ chúng ta có cái tâm này rồi, bây giờ cách đây đúng không? Thì cách đây thì đây là Vs, đây là Rs, đấy, và đây là tâm màn hình. Thì dựa vào cái tâm màn hình này thì cứ với chúng ta nghiên cứu là gì? Ánh xạ từ cái phép ánh xạ thứ nhất là ánh xạ từ thực sang màn hình. Chúng ta có công thức là như thế này, tức là Vx bằng Vx0 cộng với M nhân với Rx trừ đi Rx0. Vy bằng Vy0, lưu ý là cái này là trừ M nhân với Ri trừ Ri0. Dấu trừ ở đây ấy, là do cái trục y của hệ tọa độ màn hình và trục y của hệ tọa độ thực là ngược nhau. Và cuối cùng chúng ta có một cái anh là Vs bằng M nhân với Rs. Thì đây là toàn bộ hệ thống công thức. Một này là
cắt phép ánh xạ từ thực sang màn hình. Được chưa? Bây chúng ta làm ba cái hàm. Mỗi một cái công thức này là một hàm. Tên hàm nó là cái anh này, được không? Và chúng ta có bảo, nhưng mà đầu tiên chúng ta phải khai báo năm tham số ánh xạ. Khai báo đây, năm tham số ánh xạ. Được chưa nào? Lên lên lên. Rồi, em tập, em tập. Thứ nhất là gì? V0, V0. Đầu V chúng ta khai báo là S long. Lên là cái chữ O cho nó đẹp. Rồi. Tiếp theo là E là X0, E là Y0. Ta buồn. Giá đầu R và đầu G chúng ta phải khai báo nó là ta buồn. Thì chưa. Rồi, tiếp tục chúng ta khai báo một cái hệ số tỷ lệ là M. M tất nhiên cũng phải double. Rồi, anh ạ. Bây giờ chúng ta lập ba cái hàm. Function. Cái cùng nháy. Đấy, bây giờ muốn ghi chú. Muốn ghi chú thì chúng ta nháy một cái. Rồi. Đấy, đây là thực trang màn hình ghi như thế. Ông Vinh Hoan chỉnh đâu. Rồi, hết ạ. Đấy. Khi chúng ta có cái nháy đấy thì cái anh này nó chỉ là ghi chú thôi, nó không ảnh hưởng gì cả, đúng không? Chúng ta muốn ghi chú thì giải thích gì? Ví dụ nháy là rồi, bây giờ chúng ta function. À, function. À. Tên của hàm nó chính là vx. Rồi, từ từ, đầu vào của nó là rx. S double. Đã đầu R là S double. Rồi. Đúng không ạ? Không có một đầu vào thôi. Kia là S long. Rồi, đầu V là S long. Rồi. Bây chúng ta ghi công thức này. Ở đây. Rồi xong hàng. Đến hàng thứ hai tương tự như vậy. Lại bị lại ạ. Có RS chưa? Trên này có đâu? RS. Đầu R là cứ S double thôi. Nhưng mà trên kiệu có VS bây giờ rồi đâu. Và đầu V thì S long. Đấy, như thế. Một cái hàm như này.
Cũng từ công thức này, chúng ta có thể suy ra cái công thức là sao? Từ màn hình sang thực. Đấy, tôi ghi ở bên này. Tức là Rx bằng Rx0 cộng với Vx trừ Vx0 chia cho em à. Ri bằng Ri0 trừ Vi trừ Vi0 chia cho em à. Và Rs bằng Vs. Đây là cái công thức thứ hai, là cái công thức là sao? Từ màn hình sang thực. Đấy, có thể làm cho tôi 6 cái à 3 cái nhỉ? Đó. Có đi mọi người, ở dưới nói đi. Lưu đề anh y là bao giờ cũng phải dấu trừ, đúng không? Lưu đề anh là chúng y nó ngược nhau. Có đi luyện gõ cho nó nhanh lên, khổ quá. Chơi game nó gõ tức là nhanh. Đấy đúng rồi, cứ đầu là sai đọc một, còn đầu V là sai đọc. Không được nhầm. Rồi, như vậy xong, à, tiếp tục. Chọn tên nào mà gọi tên chậm thì gọi tên đó. Này đâu đó. Để lúc nhanh không quá. Ôi, cũng bảo này. Khi xong thì bây giờ đến đây. Không, lúc đấy nó bị ưa. À, chưa được à, 9 giờ rồi. Tháng 21. Mày biết nhìn ngủ. 9 giờ rồi. 9 phút nữa. Bây giờ chúng ta học một cái mà tương tự như khi đối tượng nó gọi là gì, kiểu do người dùng định nghĩa. Đấy, thì cái cú pháp của nó là như này, tức là thay tên kiểu
loại. Và em thành đây là thành phần 1 hèn biến 1 S kiểu 1 biến 2 S kiểu 2 vân vân. Nghĩ đi, gọi là thực ra là gọi là biến phải tính cho dễ đó. Thì ở đây là gì? Với cái cách khai báo này chúng ta có thể tạo thành một cái mẫu đối tượng, một cái kiểu mà chúng ta chấm là nó có cái thuộc tính. Tất nhiên là phương thức thì nó không có, đó, cái hàm ngắn thì nó không có. Đấy, tôi nói ví dụ để khai báo một cái kiểu, ví dụ một kiểu điểm chẳng hạn như vậy, đúng không? Thì chúng ta có thể khai báo nó như này, hai, đúng không? Tên kiểu là file. Đấy, kiểu điểm 2D nó sẽ có hai cái thuộc tính là E là X1 S double và E là Y1 S double. Thì đây nó là một cái mẫu. Vì chúng ta có nhiều điểm do đó chúng ta có thể khai báo một cái mảng các điểm theo kiểu này, đúng không? Đấy. Chúng ta có thể là đinh làm sao danh sách một cái điểm, và chúng ta lấy cái tên kiểu cho là S ngoài 2D. Đấy, và chúng ta có thể biến đổi cho một cái biến đến số điểm. Đấy, thì với cách khai báo này thì chúng ta tạo ra một cái kiểu điểm là tên của nó là boy 2D, có hai cái thuộc tính, đúng không? Mỗi một điểm nó có hai thuộc tính là gì? Tọa độ x và tọa độ y, đúng không? Và rồi chúng ta khai báo một cái mảng, mảng này là mảng động, đúng không? Đã học rồi, mảng động, đúng không? Theo cái kiểu quay 2D. Đấy. Và cái biến quay cao này chính là cái biến số điểm, tức là chúng ta bỏ bao nhiêu điểm vào cái mảng đấy, chúng ta sẽ tăng cái biến đến này lên. Rồi bây giờ chúng ta khai đây, N khai cho tôi cái mảng điểm. Lưu ý không khai lưu ý là khi mà khai trong form thì chúng ta cần phải cho chữ private form là đây là kiểu do chúng ta tự nghĩa, do đó là nó không cho xuất khẩu ra ngoài. Cho chữ private, private có nghĩa là riêng tư, riêng. Rồi, em hai luôn, gọi em hai luôn. Rồi, bây giờ em ạ, rồi, tắt vào, rồi. Rồi, bây giờ chúng ta khai báo một cái mảng điểm. Có đấy rồi à. Phải quá cao luôn. Rồi tương tự như vậy, ta làm cái anh like. Like thì chúng ta sẽ có E là x1, E là x1 và gì? E là x2, E là x2 thì khác như
có 50%. Mấy cái kiểu cả 4 năm. Rồi, cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ khai báo một cái mảng lai. Bây giờ chú ý kỹ. Tương tự như vậy, chúng ta khai báo một cái mảng sức cần. Đối với đường tròn thì chúng ta có tâm S1, S1 và một cái gì? Bán kính là E là R1. Tương tự như vậy. Khi là có lẽ là có khi là đúng rồi đúng rồi có lời gõ đi hội dưới gõ đi thỏa quán lại có chuyện năm ngủ gì ngủ mày cái này nó không mất ngủ em ngủ được là cái tốt. Tương tự như vậy chúng ta có một đề tách khai báo tách tách thì có điểm vẽ tách là R1 và bản thân nội dung tách đó là cục tính tách tao có một câu hỏi mày nhá, mày thử không? Thở được không? Mày thử không? Sao mày thở đây? Chứng tỏ là ai mày tốt, phổi mày tốt, mày nghe về cái cuộc trò chuyện một cái. Rồi tức là phổi tốt này. Nghe được tức là tai tốt này. Nói được chưa không tốt này. Chúng mày nói được như thế là tao khuyên mày có cái mồm tốt.
đâu. Tách thì không có đất nguồn đâu. Tách nó phải là gì? Hả? Chỉ tách ấy, không phải là gì? Kiểu nó là gì? Chính là trong nhiều gõ từ một đầu. Tách thì nó phải là gì? Cái gì? Chính. Chính là gì? Em thắc mắc cái tên thôi. Rồi, tương tự như vậy chúng ta tạo ra một mảng mảng tách. Rồi đến poly line thì làm sao, thuộc tính là làm sao? Poly line nó có một danh sách các điểm đúng không? Rồi à, poly line hay đây rồi bây giờ nó sẽ là có một mảng đó, cái thuộc tính đầu tiên là mảng các điểm and danh sách luôn có biết bảo vertex. Bây giờ trong ôi lại autocad cái đỉnh đó nó đặt tên là vertex. Chúng ta rồi action vertex rồi n sao tích kìa. Rồi đó là mảng chúng ta chưa biết đúng không, mảng động mảng cơ mà đóng mảng đúng không? Rồi kiểu của nó chính là coi 2D đúng không? Mỗi một đỉnh này là nó là một điểm mà. Rồi anh nào, cái thuộc tính thứ hai nó chính là cái số đỉnh đúng không? Vertex cao. cao rồi thuộc tính thứ ba nó là một cái cờ để báo cho là poly line này là mở hay là đóng đúng không, một cái cờ gọi là close plug đi. Và cái anh này chỉ có gì hai giá trị, hoặc mở hoặc đóng thì chúng ta cho nó là is boolean. Boolean. Được chưa? Tương tự như vậy, chúng ta khai báo một mảng các polyline. Tại sao tôi cứ lặp đi lặp lại cho các bạn như này là bởi vì sao? Gõ mãi cũng thành quen. Đẳng cấp sẽ cao lên khi chúng ta gõ nhiều. Đầu tiên thì thấy hơi mệt nhưng mà cứ gõ dần đi. Do đó anh nào không gõ làm thiệt thòi lớn. Không có mấy tính được thiệt thòi lớn. Ngồi mà nhìn thì đẳng cấp không bao giờ cao lên được. Rồi hôm nay chúng ta dừng ở đây, nhưng mà chờ một chút để máy